Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm qua, bản đài lẫn bản tiếng Anh vừa kết thúc cái giải đấu lên server và vẫn là hai cái team đang thịnh hành ở hiện tại, đó là team giác đấu với cả team tiên. Ở trong đó thì cái team tiên ở bản tiếng Anh này nó đang có cái dấu hiệu nó nhỉnh nhỉnh hơn so với cả team giác đấu của Mega Mutrix rồi. Bản Anh này có trận đấu vừa là team giác đấu vừa team tiên sẽ thay phiên nhau đấu với nhau luôn. Do đó thì mình cũng review được có hai trận ở trong cái giải đấu này, là hai cái team nước giác đấu với cả sắc đẹp sẽ đấu chọn lẫn nhau. Như bạn thấy là Sernia sử dụng ở trong team sắc đẹp này để tạo ra cái hiệu ứng tàng hình. Bây giờ thì team sắc đẹp đang có lợi thế hơn là được tàng hình đi trước. Và cái team giác đấu bên kia thì vừa vào trận phát là Zelra đã bị từ trận luôn, bởi do là cái kiếm của Zacian phóng ra. Trước lúc mà Zacian xuất hiện thì cái team sắc đẹp này có thể gọi là không chọi được với cả cái team nước giác đấu này đâu nếu mà ngang cơ. Nhưng mà có thêm Zacian phát là khác biệt hẳn luôn. Với những cái đòn tấn công của Zacian, cái kiếm chém xuống, bắn xuống, nó cũng đã làm cho cái team sắc đẹp nó mạnh hơn rất là nhiều. Và nếu bạn mà nuôi một cái team nước giác đấu lúc trước cũng đang rất là trâu ấy, mà bây giờ với thiểm điểm này mà không chống chịu được với cả team sắc đẹp được một khoảng thời gian thì cực kỳ là dễ thua luôn. Thì như các bạn thấy là trong trận đấu này, cái team nước giác đấu đang bị thất thế hơn so với cả cái team sắc đẹp rất là nhiều. Với việc đó là Zelra đã tử trận này, S cộng Kendall cũng đã tử trận luôn. Và bên team giác đấu kia, bây giờ còn lại mỗi Mega Mutrix với cả một số Pokemon siêu giác đấu thôi. Chủ yếu, cái team giác đấu các bạn sẽ thấy là những Pokemon này là những Pokemon hay sống sót đến cuối cùng. Và Mega Mutrix phải nói là nó chiếm đến tận, mình ngày trước mình nói là 50%, mà không biết là có phải nhiều hơn nữa không. Nếu mà thiếu đi Mega Mutrix là cái team giác đấu nó cũng sẽ yếu đi một cách trông thấy luôn. Bởi vì là cái team giác đấu chủ yếu là nhờ Mega Mutrix tấn công gây sát thương lớn sang bên kia. Ví dụ như những quả ulti như thế này. Nhưng mà rất tiếc, chưa kịp hành động thì Mega Mutrix đã bị nổ chết rồi. Và cái team giác đấu này đã thua mới chỉ trong lượt 3 thôi. Và hơn nhau của hai đội hình này là khoảng 1 triệu lực chiến. Zacian đã tấn công. Và bên kia với cái team giác đấu mà không còn một con có khả năng gây ra sát thương cao thì cũng sẽ rất dễ bị tử trận. Và mình xin phép thua tắt đi để đến với trận đấu thứ hai luôn, bởi vì là hai clip của người chơi này nó sẽ rất là dài. Trận đầu là cái team giác đấu đã bị thua một cách chóng vánh ở lượt 5 thôi. Và tiếp theo đó là cái team tiết đá sắc đẹp. Người chơi bên kia thì không sử dụng Sernia mà họ sử dụng đó là Zigare vào để lấy thêm cái hiệu ứng bão cát này. Và với việc là bên cái team đầu tiên là cái team sắc đẹp này, họ đã bị mất đi thứ nhất là một lần tàng hình của Sernia lúc ban đầu, là cũng coi như là mất đi một cái lợi thế rồi. Xong rồi kèm theo nữa là một lần ulti miễn phí của cả bộ đôi Shiny Mega Gardevoir với cả Magena ở Z4 nữa. Thế nên là nó cũng sẽ đang bất lợi hơn với cả một cái đội hình team sắc đẹp như thế kia. Hơn nhau cũng bây giờ cũng đang là 1 triệu lực chiến. Thì nó còn sẽ có sự khác biệt rất là nhiều. Đây là hai cái team kiểu sắc đẹp với cả một bên là theo kiểu hẳn rất là nhiều sắc đẹp. Một bên là đi cùng với cả Zigare để tạo ra hướng tiên đất đá. Và với việc đó là những cái lực chiến nó hơi hơi ngang nhau rồi, nhưng mà nó cũng như các bạn sẽ xem rất là nhiều trận đấu kiểu dạng như là có một team bỗng dưng bị chết cực kỳ là nhanh. Đợt trận đầu tiên là cái team giác đấu này, và đến trận thứ hai tiếp theo này là bên kia cái team sắc đẹp. Thì thường thường bây giờ là hay để một cái team nào đó mà có thể là yếu đánh trước, xong bắt đầu đến cái team mạnh xuất hiện sau. Thì lúc bắt đầu xuất hiện mạnh như thế này thì họ vẫn đầy đủ những cái skill về những cái hiệu ứng Zmu vẫn còn đầy đủ. Giống như là sử dụng được một lần thì bây giờ nó tung ra hết luôn này. Có lẽ là Zacian với cả team sắc đẹp nó chống chọi rất là tốt với cả cái team giác đấu nữa. Nhưng mà đến cái thời kỳ đến team tiếp theo cũng là cái team sắc đẹp rồi, thì những cái sát thương gây ra dưới sự bổ trợ của Mega TNC ấy, cái tường của nó chống lại được phải nói gọi là quá là tốt với cả những cái kiếm của Zacian bắn xuống hay những cái sát thương khác.
Loạt trận đấu này mình cũng sẽ lại tua tắt để đến bước tiếp theo, đó là cái team rác đấu nước của người chơi Bunny sẽ xuất hiện. Và đến lượt 6 thôi, Zacian ăn một quả ulti 20 mấy triệu và chết. Bắt đầu bây giờ cái team nước rác đấu bên kia xuất hiện này. Raimon Kyo chưa gì đã gần hết máu rồi này. Các bạn sẽ thấy là không có Mega Tiên Si thì cái lượng mất máu khi đấu với cái team sắc đẹp này nó rất là cao, bẫy cực kỳ nhiều nhá. Xong rồi kèm theo cả kiếm phi tiên bắn xuống, hai cái bẫy của Magena lẫn cả của Shiny Mega Gardevoir đã khiến cho đầu tiên là Shiny Mega Garde đã tử trận sớm rồi, cả cá nữa, cá thì cũng chuẩn bị chết nốt này. Và với team giác đấu này, nước này thì chủ yếu sẽ chỉ còn lại đó là 3 hoặc là 4 con gọi là quan trọng mà có thể trụ đến để có thể giúp cho Mega Magic có thể là tấn công. Thì nếu bạn mà nuôi một cái đội hình team giác đấu như thế này mà cho kiểu mà bị thua với cả cái team sắc đẹp về kiểu dạng như là cái ngang cơ ấy thì cũng sẽ rất là khó giành chiến thắng luôn ấy. Bởi vì cái team giác đấu này dựa vào Mega Magic quá nhiều để tấn công. Về sau nếu bạn mà có thể nuôi thêm Kendall S cộng này nữa thì nó cũng sẽ gây ra sát thương tốt để bạn có thể là có thêm một Pokemon tấn công cùng với cả Mega Mewtwo. Và Gigadre nó lại chống chịu kém hơn so với cả Mega Mewtwo như này. Chỉ còn thiếu một xíu xíu máu nữa thôi là nó đã chết rồi. Lúc đó là mất bão cát bên kia. Và cái team giác đấu nước thì nước chủ yếu là chết. Còn đâu thì giác đấu còn lại có 3 con quan trọng, đó là Zamazenta, Mega Mewtwo với cả Mew Origin. Ba Pokemon này sẽ chiến đấu. Đây Mega Mewtwo đã ulti nhưng mà rất tiếc bị vướng mất cái tường, do đó thì không có thể là mà lôi địch nào được vào trong đấu trường Sura của nó. Và kèm thêm cả S cộng Kendall nữa bổ trợ gây thêm sát thương cũng đỡ, nhưng mà nhìn thấy ba cái tường đá của Shiny Mega Tyranitar và nhìn rất là nản luôn. Thì như các bạn thấy là cái team sắc đẹp nó có cái năng lợi thế hơn rất là nhiều so với cả giác đấu nước của Mega Mewtwo. Nhưng mà khi mà nếu mà để xui, Mega Mewtwo bên kia có thể ulti được, lôi được một con quan trọng. Vừa rồi một đòn tấn công 50 triệu này, chỉ cần lôi được một con xong rồi là dần dần tiêu diệt dần, thì lúc đó cái team giác đấu nước lại có thể giành được chiến thắng. Mà một đấm đã chết nốt thêm đó là con Gigadre rồi. Bây giờ team bên kia còn lại có là 4 con và Mega Mewtwo tiếp tục ulti 18 triệu đập với cả Magena. Và bây giờ đội hình của đôi bên cũng đang có sự khác biệt hơn so với lúc trước rồi. S cộng Kendall ngựa cũng đã tử trận. Bây giờ còn lại Mega Mewtwo vừa tiến vào đấu trường Sura cuối cùng để đọ với cả Zacian. Và 70 triệu đã giành chết được Zacian. Lật ngược lại thế cờ khi mà chỉ còn lại có 3-4 con quan trọng đấy thôi, mà cũng nhờ công của Kendall cũng đã phá được cái núi đá của Shiny Mega Tirata mấy phát mà trận đấu này có thể là giành được chiến thắng. Ok, trận đấu này mình sẽ kết thúc để chuyển với trận đấu tiếp theo. Trận đấu kế tiếp là sắc đẹp gọi là tia đất đá nhiều hơn chứ không phải là team sắc đẹp nữa, không có Shiny Mega Gardevoir mà vẫn lại là một người chơi bên kia. Với Zelra thì bây giờ đấu với cả không phải cái team sắc đẹp nhiều thì lúc đó Zacian nó cũng sẽ bắn kiếm một cách ít hơn so với cả lúc trước. Và Zelra thì nó vẫn đang còn sống sót này. Đây là hai cái team mà tiết đá kết hợp với Zacian. Và bên kia thì đi theo kiểu hướng nước giác đấu nhưng mà lại có thêm con Zelra vào, không có Raimon Kyo. Thì trận đấu này nó có sự khác biệt hơn. Lúc trước là đấu với cả một cái team 2-3 triệu thì bị team nước giác đấu này bị thua một cách nhanh chóng hơn, đó đến lượt 5. Còn bây giờ thì đấu với cả tình team tiên đất đá kết hợp thêm với cả một số Pokemon tiên khác như Zacian, xong rồi cả thêm cả Necroma chẳng hạn. Đây là một đội hình mà nó cũng không hạn đi hẳn bên nào cả. Đây, trận đấu này thì bên nước giác đấu của Mega Mewtwo với kiểu mà hai bên ngang lực chiến nhau nó cũng đang thể hiện được nhiều hơn so với cả trận trước.
Zacian với sát thương người da 38 triệu vừa rồi. Có thể nói là nó là một con rất là tốt để các bạn có thể bổ sung thêm vào cái team tiết đá sắc đẹp. Với những người chơi dưới VIP 12 thì Zacian với cả team sắc đẹp đó là một đội hình an toàn. Vừa rồi thì kiếm phóng liên tiếp gieo ra thì thời kỳ này gọi là quá là chán rồi. Mục đích là người chơi bên kia muốn tạo ra cái bóng dành cho Mega Matrix để có thể hành động được nhiều lần thôi. Chứ còn đâu thì nó cũng không còn quá nhiều hiệu quả nữa. Với team bên kia là theo kiểu mà tiền đất đá thì nó cũng sẽ có cái khả năng phòng ngự tốt hơn bởi bão cát. Nhưng mà con ngựa nước Kendall nó cứ bổ mấy phát 2 triệu kia cũng nhìn cũng ác liệt phết. Nhiều lúc mình thấy nó đam nó cực kỳ ảo, nó lúc nó rất là to nhưng mà địch thì máu thì vẫn kiểu dạng như là chẳng thấy mất gì cả, theo kiểu mà kiểu đam ảo ấy. Trận đấu này đã khác hơn hẳn với trận đấu lúc trước rồi, là hai bên nó cũng đang hơi hơi cân bằng hơn, không phải là hai cái team 13 triệu với cả 11 triệu lúc trước nữa. Zacian nó sẽ bắn ít kiếm hơn bởi vì là nó sẽ cần đi cùng với cả team mà nhiều tiên thì lúc đó nó mới có nhiều kiếm. Bên kia thì Mega Mew Origin Z mũ 4 thế nên là nó cứ bắn ra những cái tia sáng bắn lên toàn toàn địch luôn. Và đây Kendall S cộng mà sử dụng luôn cái bảo vật vàng của chính nó sẽ gây sát thương rất là nhiều. Tạo ulti nhưng mà cái bên kia Mega Mojwick ulti lại không thể vượt qua được cái tường đá của Shiny Mega Tirita. Với những cái cú đấm mà có 2 triệu mấy như thế này thôi. Đây 2 triệu 3. Không thể lôi địch nào vào trong đấu trường Sura được. Đang cảm thấy rất là bất lực. Nếu bạn mà không nuôi Mega Matrix mạnh để có thể đập được cái núi đá kia thì Mega Matrix coi như là sẽ bị khắc chế, không thể hành động được để có thể tấn công. Và bây giờ trận chiến bây giờ là chỉ còn lại có vẫn lại là cái bộ ba quen thuộc. Các bạn thấy là ba con quan trọng ở trong cái đội hình giác đấu, những con chết lâu nhất. Mình nhớ là người chơi trước họ sử dụng đó là con Mega Mojo X với cái bảo vật vàng kiếm vuốt bốc lửa. Còn bây giờ thì Mega Mojo X đang sử dụng bảo vật vàng đó của con Shiny Mega Gade. Và trận đấu này liệu có tỏa sáng ở Pokemon nào hay không? Chỉ còn có hai Pokemon thôi để chiến đấu với cả bốn con bên kia, nhưng mà có một con Zacian là cảm thấy là hơi khó khăn rồi này. Và cũng không đập chết được Zacian. Dừng. Trong trận này mình sẽ tua tắt để đến với cả à không, một quả cuối cùng đây à. Xem mà có giết được Zacian không. Nếu bạn nuôi Mega Matrix không có sát thương quá cao thì rất là khó đập luôn. Và Zacian vẫn còn sống sót. Và một đòn ulti chết cả đôi luôn. Trận đấu kế tiếp. Cái team sắc đẹp tiết đá bên kia chính thức ra trận. Và trận đấu này thì chắc là thôi. Mình sẽ tua để đến luôn được cái đội hình tiếp theo. Đó là đội hình team nước giác đấu của Baby Shark. Trận đấu kế tiếp luôn. Xuất hiện với cả team nước giác đấu. Thì vừa vào phát là Gigade với cái sức mạnh những các hiệu ứng Z thì kia làm cho bên địch mất máu rất là nhiều. Bẫy cũng là làm mất máu luôn. S cộng Kendall đã gần tử trận rồi. Ngay cả Raimon Kyo cũng gần tử trận nốt. Chỉ còn lại những Pokemon gặp dạng như là có kháng tử hay là phòng ngự tốt thì có thể chống chịu được thôi. Ngay cả Shiny Mega Gade 8-9 sao của người chơi bên kia cũng tử trận nốt luôn rồi. Mới có lượt 1 thôi mà cái team nước giác đấu chết gần hết luôn. Ở đây là trong tình huống là cái team sắc đẹp mình nhớ là hơn bên kia 1 triệu lực chiến. Rất là ác. Thì đây là một trận đấu giả như các bạn sẽ thấy là cái team sắc đẹp nó sẽ chiếm lợi thế cực kỳ là nhiều. Và chỉ có được cái sự đột biến đến từ Mega Mojwick thôi thì mới có thể giành được chiến thắng. Còn không thì Mega Mojwick mà cứ bị một là khống chế liên tục, hai là bị ăn núi đá chặn lại hết thì cực kỳ là khó khăn để thắng này. Vừa rồi để cho Mega Matrix ulti được.
và cũng đã đập chết được, đó là Mega Tiên Si rồi. Và mất đi một con quan trọng để tạo ra được cái khả năng phòng ngự dành cho cái team tiết đá. Chỉ hên xui ở nhau những cái quả như thế thôi. Nếu Mega Motric mà có thể tóm được địch nào mà quan trọng, đập chết được nó, thì coi như là bên bạn cũng có tỷ lệ giành được chiến thắng cao hơn. Ngay cả khi mà bây giờ ở từ lượt 1 nhá, bạn đã cảm thấy là cái team sắc đẹp tỷ lệ thắng cực kỳ là cao luôn. Nhưng mà chỉ cần đến được cái đoạn này phát, Mega Motric đã vừa làm gọi được hai con rồi. Cho nên Mega Motric nó phải gọi là 61 triệu này, cực kỳ là quan trọng luôn ở trong cái team giác đấu. Thiếu nó là coi như là cái team giác đấu bạn cực kỳ không thể nào mà đập được cái cả team sắc đẹp như này luôn ấy. Nếu bạn mà không nuôi quá mạnh linh hồn của team giác đấu mà. 20 triệu này, vừa rồi chết thêm một con Gigane nữa. Tưởng chừng là có thể giành được chiến thắng một cách cực kỳ là dễ dàng với cả thuyết phục, nhưng mà chỉ do là Mega TNC bị lôi kéo vào bị đấm chết thôi, xong rồi đến lượt Magena nữa. Mà cái team sắc đẹp bên kia, đừng, thực ra cái sắc đẹp nó liên kết với nhau rất là tốt đấy, nhưng mà chỉ thiếu đi một vài con thôi là bắt đầu là nó sẽ yếu dần đi luôn. Và nước giặc đấu này thì nếu mà vẫn chống chịu được tốt thì lúc đó Mega Motric lại ulti tiếp, có thể lôi kéo được nào vào nữa. Được rồi, thì một cú đấm đá, đấm vỡ đá này, xong một bắn vào Mega Zacian đã chết mất rồi. Là bên kia gọi là bây giờ chính thức không còn Pokemon nào có thể có khả năng tấn công được với cả Mega Motric nữa, chỉ còn lại Mojigane với Diamond Shiny Mega Tirata thì chính thức tử trận rồi. Lại thêm một lúc nãy là một quả đấm vỡ núi đá và bay mất mà Shiny Mega Gardevoir luôn. Thì trận đấu này thì bên giành chiến thắng đó là bên Mega Motric lật kèo bắt đầu từ lượt 2 với lượt 3.